qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Có không? Ủa? Lan! Con mới về hả? Con vừa về là qua thăm con. Trời liền ơi, đó. Trời sao đẹp quá vậy? Ủa? Cục cưng á, chồng cưng á. Con của con gửi nhà nhỏ bạn con trên thành phố rồi. Trời ơi, sao không dắt nó về, con nựng nó một cái coi. Con về rồi mai con đi sớm nữa, dẫn nó theo đường xá xa xôi tội nghiệp nó cô. Sao gấp dữ vậy? Rồi cần chồng đâu? Rồi chồng có về với con không? Chồng có về với con không? Dạ, con ly dị chồng rồi cô. Cái gì vậy? Con còn nhỏ xíu ly dị gì? Cô coi nè. Sao vậy con? Té hả? Chồng con nó đánh con đó. Trời đất ơi! Sao mà? Sao cô thấy cái thằng đó nó cũng hiền lành chất phác lắm mà, sao nó quýnh vợ con dữ vậy? Vũ phu quá à. Vậy mới nói nên con mới quyết định ly dị đó. Con chịu hết nổi rồi. Suy nghĩ kỹ chưa? Con đã tha thứ cho nó rất nhiều lần rồi, nhưng mà chứng nào tật đó à. Nên thôi, con quyết định ly dị luôn. Cô hỏi nè, vậy nuôi con mình có cực lắm không con? Dạ, lúc đầu cũng có hơi cực một chút, nhưng mà giờ con quen rồi. Cô hỏi nè, có tin kiếm chồng nữa không? Vui lắm á, có chồng vui lắm. Thôi, con nghe cô nhắc đến chồng con ngán muốn trời, chết luôn à. Làm gì ngán, có chồng làm gì ngán, chỉ có tình heo mới ngán chứ chồng làm gì ngán. Cô thấy là cô ngán đâu. Lấy nó về chỉ tổ hầu hạ nó thôi, ở một mình vậy sướng hơn không? Nghĩ sao kỳ quá vậy? Hả? Sướng thiệt không? Hả? Cô coi nè, bây giờ con mới sướng, tự do, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, lấy chồng dễ gì được như vậy cô. Cô thấy thời buổi giờ con gái suy nghĩ kỳ quá. Đứa nào cũng nghĩ kiếm một đứa con là đủ rồi, khỏi cần chồng. Trời ơi, suy nghĩ bậy bạ, không có được đâu, không có được chút xíu nào hết trơn á. Phụ nữ bây giờ chỉ sợ không có tiền thôi, còn chồng á không có sợ. Cô nói thiệt với con nha, cái kiểu suy nghĩ này á, ngày xưa cỡ cô á, hay là thời trước á, là sẽ bị chửi, bị mắng, thậm chí bị cạo đầu luôn á, nói thiệt luôn á. Ai lại suy nghĩ kỳ vậy không biết nữa. Cô ơi, thời bây giờ phụ nữ làm mẹ đơn thân rất là nhiều, miễn mình sống sao mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nữa thì mình cứ sống. Chứ mà mang tiếng lấy chồng mà về nó đánh lên bờ xuống ruộng thì thôi, ở mình dày cho khỏe. Nghĩ cũng đúng ha. Gặp thằng chồng mà nó thương mình đó, nó lo lắng chu đáo cho mình đó thì được. Còn thôi nó say xỉn về, nó đòi tiền, nó nhậu nhẹt rồi nó quýnh mình. Ôi thôi, sợ thiệt. Đó, nhỏ bạn con đó đang trong tình huống bây giờ rất là khổ. Ở vậy mà cô thấy cũng không đúng nữa. Cũng có người này người kia thôi chứ đâu phải ai cũng vậy. Cứ con quơ được á nắm à, hên xui thôi. Ý con ở đây không phải quơ được cả nắm, nhưng mà theo con thấy như cô nói mà hên xui á, khi nào hên hẳn hay ha. Cái con này suy nghĩ kỳ cục quá.